Cô xin chào tất cả các em đến với tiết học online môn mỹ thuật lớp 4. Đầu tiên, cô chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Trước khi vào bài học mới, cô sẽ kiểm tra đồ dùng học tập của các em. Đồ dùng hôm nay chúng ta chuẩn bị gồm những gì nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ có gôm nè, bút màu và vở tập vẽ. Cô mời các em cùng cô vào bài học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 1, bài màu sắc và cách pha màu. Mục tiêu của bài học là các em nêu được sự phong phú của màu sắc trong thiên nhiên và vai trò của màu sắc trong cuộc sống, và nhận ra và nêu được các cặp màu bổ túc, màu nóng và màu lạnh, vẽ được các mảng màu cơ bản, các cặp màu bổ túc, vẽ được các bức tranh, vài trang trí có hòa sắc nóng lạnh hoặc các gam màu theo sắc độ nóng lạnh. Chúng ta sẽ đi vào mục 1, đó là mục tìm hiểu. Chúng ta sẽ quan sát sách giáo khoa và trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu số 1, màu sắc do đâu mà có? Câu số 2, màu sắc trong thiên nhiên và màu sắc trong tranh có gì khác nhau? Câu số 3, màu sắc có vai trò gì trong cuộc sống? Màu sắc là hiệu quả hiển thị của các loại ánh sáng. Trong thiên nhiên, màu sắc có trong tự nhiên gồm cây cỏ, hoa lá. Còn màu sắc trong tranh là sự pha trộn các màu sắc với nhau. Màu sắc có một vai trò trong việc kích thích tâm lý, tình cảm và hình thành tinh thần lạc quan cho con người. Cô mời các em quan sát một số bức tranh ảnh trong thiên nhiên. Ở hình số 1, số 2 là ảnh chụp trong thiên nhiên. Hình số 3, số 4 là các tranh vẽ các em ạ. Cô mời các em quan sát vòng màu gồm có các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đứng cạnh nhau thì thế nào nhỉ? À, nó sẽ tươi hơn, rực rỡ hơn các em nhỉ ạ. Cô mời các em qua phần 2, đó là quan sát. Chúng ta sẽ quan sát 3 màu cơ bản gồm các màu đỏ, màu vàng và màu xanh lam. Từ 3 màu này chúng ta có thể pha được tất cả các màu trong bộ màu đấy các em ạ. Bây giờ cô mời các em xem sự pha trộn giữa 3 màu cơ bản nhé. Màu đỏ pha với màu vàng thì chúng ta sẽ được màu cam. Màu vàng pha với màu lam thì chúng ta sẽ được màu xanh lục. Màu lam pha với màu đỏ chúng ta sẽ được màu tím các em ạ. Mời các em cùng cô quan sát các cặp màu bổ túc gồm những màu lam, màu cam, màu đỏ, màu xanh, màu vàng và màu tím. Các cặp màu bổ túc thường đi đôi với nhau trong lễ hội, quảng cáo, sách báo và đồ chơi của trẻ em. Tuy nhiên, khi sử dụng các cặp màu bổ túc, ta thấy nó rất nhòe nhoẹt đúng không nào? Đây gọi là các cặp màu bổ túc. Nên khi sử dụng các cặp màu bổ túc thì chúng ta chỉ gây sự chú ý thôi các em ạ. Các em có cảm giác gì khi nhìn các màu bên dưới nào? Nó rất ấm áp và nóng nực đúng không các em? Các em biết không, khi những màu này đứng gần nhau ta có cảm giác nóng trong người. Đây được gọi là gam màu nóng các em ạ. Các màu nóng thường là những màu đỏ, màu cam, chủ yếu nghiêng về màu đỏ. Tương tự như ở trên, các em có cảm nhận như thế nào với gam màu này nào? À, chúng ta thấy nó rất là dịu mát, lạnh lẽo, tập trung nhiều chủ yếu là màu xanh đúng không? Đây chính là gam màu lạnh. Những tranh vẽ nào nghiêng về gam màu lạnh thì nó rất là lạnh lẽo các em ạ. Gam lạnh giúp chúng ta có tinh thần thoải mái và rất là dễ chịu. À, đây bây giờ chúng ta sẽ quan sát gam màu nóng và gam màu lạnh nhé. Các em quan sát đồ chuyển màu của màu trong trang trí nhé. Nếu ta thấy màu đỏ nghiêng về màu vàng thì màu vàng sẽ nhiều hơn và ngược lại nhé. Em nào có thể đọc tên các cặp màu bổ túc trong 2 bức tranh cho cô nào? À, quan sát những bức tranh trên và cho cô biết bức tranh nào có nhiều màu nóng, bức tranh nào có nhiều màu lạnh, bức tranh nào có những cặp màu bổ túc và bức tranh nào được kết hợp hòa sắc giữa nóng và lạnh. Các em qua phần 3, đó là phần thực hành làm bài ở vở vẽ trang 8. Em hãy tô bảng màu nóng dưới đây gồm màu đỏ sẫm, màu đỏ, đỏ cam, da cam, vàng cam và vàng. B. Hãy sử dụng cặp màu bổ túc tô vào cặp hình mặt nạ sau nhé.
Các em cùng cô quan sát một số tác phẩm tham khảo. Đầu tiên là bài trang trí hình vuông, thứ hai là bài nét công và mảng màu, thứ ba là hành tinh của em. Chúng ta qua phần dàn dò nhé. Các em về hoàn thành bài vẽ trang số 8 ở vở mỹ thuật, sử dụng các mảng màu cơ bản, màu nóng, màu lạnh, màu bổ túc mà các con đã học để vẽ bức tranh theo ý thích. Tiết học kết thúc rồi, cô xin chào các em và hẹn gặp lại. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi nhé.